Nhân xin chào tất cả quý vị khách hàng. Hôm nay là ngày 30 tháng 12 năm 2017. Thì ngày mai là chính thức mở bán dự án Thủ Thừa Phú Thanh tại số 142/18 đường Cộng Hòa, nhà hàng Dinh Ký. Thì ngày mai nếu như tất cả quý vị khách hàng mình chưa có thư mời mà mình muốn lên đó tham dự thì khi mà mình tới đó rồi thì cứ gọi điện thoại cho Nhân, số điện thoại trên màn hình, để quý vị khách hàng mình có thể có được một cái thư mời để mình vào trong xem được cách thức mở bán và những cái giá cả của những lô đất tại khu dự án Thủ Thừa Phú Thanh. Thì ngày mai nếu như cái tình huống xấu nhất mà quý vị khách hàng mình đặt đầu tiên 2 hoặc là đầu tiên 3 đó mà mình không mua được sản phẩm thì mình có thể gọi lại cho Nhân, vì Nhân có nắm một số sản phẩm là bên trung tâm thương mại và một số sản phẩm có diện tích nhỏ. Và bây giờ thì Nhân mời tất cả quý vị khách hàng mình cùng nhau nhìn ngắm lại một số hình ảnh của buổi giữa chỗ tập trung cuối cùng. Nhân xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị khách hàng vào ngày mai.